Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 133 của bộ truyện Tiên Hiệp Mã Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Bên trong hỗn độn vô tận có một khối dược điền. Bên cạnh dược điền là một ngôi nhà cỏ. Ở trước nhà cỏ giờ phút này đang có từng đạo thân ảnh đang tụ tập tại đây. Theo thứ tự là lão giả Bồ Đề mặc đạo bào, thần nông thị tựa như lão nông đồng ruộng, tọa nhân thị có mái tóc tán lạn, chỏm râu dày đặc, mặc y phục gia thú tựa như là dã nhân, khí độ bất phàm. Tam thanh đạo nhân thì đang lạnh nhạt mà đứng. Phật tổ Như Lai miệng mỉm cười, cùng với một thân ảnh lưng còng mặc áo bào màu xám rách dưới, mang theo mặt nạ dữ tợn trên mặt. Môn pháp môn này tất cả mọi người cũng đã xem xét xong rồi. Ánh mắt của Bồ Đề đảo qua mấy vị này. Mấy vị trước mắt này là người chính thức đứng ở vị trí cao cấp nhất trong trận doanh của nữ oa, chiếm cứ địa vị thống trị. Pháp môn này đúng là không tệ, thế nhưng nếu không tu luyện được thì cũng không có tác dụng gì cả. Phục Hy Thị cười cười nhìn Bồ Đề nói: Bồ Đề, rốt cuộc ngươi đang có chủ ý gì, cứ nói đi. Bồ Đề khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện 6 cái bình màu đen. Đây là... Hai mắt của mỗi người bọn họ đều sáng ngời. Bọn hắn đều không phải là kẻ ngu, trước đó đã xem qua kiểu giác điện xà độn thuật. Bên trong pháp môn kia có ghi lại chuyện phục tùng kiểu giác điện xà, mà có thể dùng 6 bình hỗn độn linh dịch để làm được chuyện này. Hiện tại Bồ Đề lại xuất ra 6 cái bình, đương nhiên bọn hắn cũng đã có suy đoán. Đây là hỗn độn linh dịch có 6 bình, Bồ Đề nói. Cái này là hỗn độn linh dịch, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Mấy vị tồn tại đỉnh phong nhất trong trận doanh nữ oa cũng có chút kích động. Chuyện liên quan đến cuộc chiến trận doanh, bên bọn họ tăng thêm một phần thực lực, như vậy hy vọng chiến thắng sẽ càng lớn. Phải biết rằng đến tầng thứ như bọn họ, muốn gia tăng thực lực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, Bồ Đề nói. Là đồ nhi kỷ linh của ta dâng ra, việc này các ngươi đừng truyền ra bên ngoài, như vậy sẽ khiến cho đồ nhi của ta rước lấy tai họa. Kỷ linh ư? Thân ảnh ăn mặc rách dưới mang theo mặt nạ kia khàn khàn lên tiếng. Những lời này cũng là một câu duy nhất từ lúc thân ảnh ăn mặc rách dưới xuất hiện, sau đó rốt cuộc hắn cũng không lên tiếng nữa. Bồ Đề nhìn xuống thân ảnh lưng còng, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Chính nó cũng đã luyện môn thần thông này, số hỗn độn linh dịch còn lại cũng giao lại cho ta, Bồ Đề nói. Tam thanh đạo nhân nhẹ giọng thở dài. Một thiên thần chân tiên lại có cơ duyên lớn đến như thế, còn có thể cam lòng đưa ra như vậy, khó có được người thứ hai. Nghe thế kỷ linh cũng đã tu luyện thành, bọn hắn cũng không có chút kỳ quái nào. Dù sao cho dù là người thân ở địa vị như bọn hắn cũng sẽ để cho chính mình tu luyện, có bằng lòng xuất ra chí bảo bậc này hay không cũng không phải ai cũng có thể làm được. Công đức vô lượng, công đức vô lượng, Phật tổ Như Lai mỉm cười nói. Tốt rồi, nói đi, ai tu luyện đây? Ánh mắt của Bồ Đề đảo qua chung quanh rồi lên tiếng. Đệ tử ngươi dâng ra, ngươi không đi tu luyện hay sao? Thần nông thị cười ha hà nói. Luận về tốc độ, ta không kịp hai người Vạn Ma Chi Chủ và Kim Mô. Thế nhưng luận trốn chạy khỏi chết, ta lại không chênh lệch so với bọn hắn là bao, Bồ Đề nói. Luận nắm giữ đối với thời không, trong tam giới này còn chưa có ai có thể bì kịp được ta cả. Cho nên ta tuy rằng môn thần thông này đối với ta cũng có hữu dụng, thế nhưng công dụng lại không lớn. Các ngươi đừng khiêm nhường nữa, tranh thủ thời gian quyết định đi, ai trong số các ngươi đến tu luyện đây? 6 vị còn lại đều trầm mặc một lát. Tọa nhân thị đi, Tam thanh đạo nhân mở miệng nói. Huynh trưởng là người thích hợp nhất rồi, Thần nông thị gật đầu. Những người còn lại cũng không có ai phản đối. Được, như vậy ta sẽ tu luyện môn thần thông này, Tọa nhân thị gật đầu. Vị tồn tại cổ xưa nhất, cường đại nhất trong nhân tộc này cũng đứng ra nhận lấy trách nhiệm. Ta lại thiếu nợ đồ đệ của ngươi rồi, Tọa nhân thị nhìn về phía Bồ Đề rồi nói. Đền bù như thế nào tự ngươi xử lý đi, Bồ Đề cười cười. Tọa nhân thị gật đầu. Thực lực của Tọa nhân thị cực kỳ cường đại,
Thậm chí bên phía Vô Gian Môn kia còn cho rằng tọa nhân thị hắn là người mạnh nhất trong trận doanh của nữ oa, đặc biệt là khí tức vô hình kia của tọa nhân thị rất gần với bản cổ khai thiên tích địa lúc trước. Tọa nhân thị chính diện chiến đấu rất cường đại, thế nhưng phương diện tốc độ lại có một chút khiếm khuyết. Nếu như có môn thần thông kiểu giác điện xà này, quả thực sẽ như hổ mọc thêm cánh, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Xoẹt. Thân ảnh mặc áo bào màu xám rách dưới, lưng còng xuống, bỗng nhiên hư không tiêu thất, hắn đã rời đi. Đã nhiều năm như vậy rồi mà hắn còn chưa có bước qua đạo khám trong lòng kia sao? Phục Hy thị lắc đầu. Ai cũng không khuyên được hắn, lúc trước ngay cả nữ hoa nương nương cũng không có thuyết phục được hắn, chúng ta có thể làm sao cơ chứ? Bồ Đề cảm khái nói. Đạo khảm trong lòng chỉ có chính hắn mới có thể vượt qua được mà thôi. Tại Ngũ Bảo Sơn kiếm tiên giới, Kỳ Linh ngồi ở bên trong nhà cỏ lặng lẽ tĩnh tâm. Vèo vèo, Kỳ Linh đã tiến vào Trích Tinh đại thế giới, trong nhà cỏ còn để lại một cỗ hóa thân. Trong Trích Tinh đại thế giới, phù chú, tất cả đại quân tiên nhân quy mô lớn đều thần phục. Kỳ Linh đứng ở giữa không trung quan sát, số lượng thiên tiên ở đây đã vượt qua 10 vạn, tán tiên thì càng nhiều hơn, chủ yếu là một chi quân đoàn lúc trước lấy được từ chỗ Hữu Hồng đạo tổ, cùng với một ít tiên nhân từ Trích Tinh đại thế giới. Mau bố trí La Hầu trận, Kỳ Linh hạ lệnh. Vèo vèo vèo, tức thì giống như là châu chấu, vô số tiên nhân rậm rạp chẳng chịt bay lên. Kỳ Linh vừa đạt được La Hầu trận cho nên lập tức đem cả quân đoàn di chuyển vào trong Trích Tinh đại thế giới, sau đó bắt đầu hạ lệnh để cho bọn họ tu luyện mà thuần phục. Trong đó có 9 vạn tiên tiên, 800 vạn tán tiên đã sớm chờ đợi nhiều năm, về phần những thiên tiên tán tiên khác chỉ có thể coi như là dự bị mà thôi. Lấy Kỳ Linh làm trung tâm, 9 vạn thiên tiên phảng phất như 9 vạn kinh mạch hoàn toàn kết nối với 800 vạn tán tiên, tạo thành một đại trận phức tạp, coi như là một vị đạo tổ cũng sẽ cảm giác được phức tạp tới mức đau đầu. May mà mỗi người chỉ cần phụ trách một bộ phận của mình mà thôi, cho nên Kỳ Linh không cần đi quản những thứ khác, hắn là hạch tâm, là ý nghĩ, chỉ cần thống lĩnh là được. Ầm ầm, lực lượng vô tận từ trong thiên địa điên cuồng bắt đầu khởi động, bầu trời giống như bắt đầu sụp đổ, đủ loại lực lượng mọi màu sắc nhanh chóng ngưng kết ở trong thiên địa, một thực lực ngập trời bắt đầu ngưng tụ được sinh ra đời. Đầu tiên là hai chân của hắn, hai chân mạnh mẽ hữu lực, ngay cả làn da cũng hiện ra màu đen. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn cũng dần dần được hình thành. Thân thể của hắn chủ yếu là màu đen, thế nhưng bên cạnh eo lại xuất hiện bộ lông màu xám như giọt nước. Cánh tay của hắn cũng xuất hiện một mảnh cánh tay dài hẹp, xuất hiện những 6 cánh tay cường tráng mà hữu lực. Đầu của hắn cũng được ngưng kết mà thành, ở trong đôi mắt tràn ngập sát khí, bất quá gương mặt lại cực kỳ giống Kỳ Linh. Gào! La Hầu ma thần Kỳ Linh ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa rung động lắc lư. Thậm chí ta còn có chút cảm giác không áp chế nổi nộ khí của ta. Kỳ Linh khống chế La Hầu ma thần này, La Hầu ở trong truyền thuyết có thêm 4 khuôn mặt, 6 cái cánh tay. Đây không phải thần thông mà là trời sinh ra. Bất quá trận pháp mà Phục Khi Thị sáng chế ra này chỉ là một khuôn mặt rất là bình thường, 6 cái cánh tay cũng có thể giữ vững được. 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên, lực lượng thiên địa tụ tập lại quá mức khủng hồn. Kỳ Linh cũng cảm thấy cố hết sức vạn phần, lực lượng mà hắn có khả năng điều động chỉ là một bộ phận cực nhỏ của vị ma thần này, thế nhưng dù vậy cũng đã siêu việt thân xa hình thiên thần mạnh nhất rồi. Mặc dù Kỳ Linh có phân thân bản tôn khác, thế nhưng lại không có cách nào gia nhập vào trong đại quân này được, bởi vì 9 vạn thiên tiên mỗi người đều là thiên tiên hoàn toàn cân đối, nếu như để cho thuần dương chân tiên thay thế một vài thiên tiên, ngược lại sẽ không công bằng, sẽ càng khó có thể thống lĩnh được đại trận. Ra! Xoạt 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 xoạt, tất cả 6 cánh tay của ma thần Kỳ Linh đều cầm một thanh thần kiếm, theo thứ tự là 3 thanh Bắc Minh kiếm cùng với 3 thanh A Nan Phổ Thế kiếm. Vô Gian Môn, ma thần Kỳ Linh trầm thấp tự nói, trong thanh âm tràn ngập sát khí. Về sau hắn cầm 6 thanh thần kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi Trích Tinh đại thế giới. Một chiếc hư không chu lập tức đi ra khỏi kiếm tiên giới. Kỳ Linh đã đi ra khỏi kiếm tiên giới rồi. Người phụ trách giám thị Kỳ Linh của trận doanh Vô Gian Môn lập tức bẩm báo lên trên. Vị thần vương cao cao tại thượng kia cũng lập tức biết rõ, thế nhưng vị thần vương này lại không có coi đó là chuyện quan trọng, bởi vì mấy ngày này Kỳ Linh thường xuyên rời khỏi kiếm tiên giới. Thêm vào đó, trong 100 năm qua
Kỳ Linh rất biết điều, chưa từng đánh lén thêm lần nữa, cho nên vị thần vương này cũng không coi đó là chuyện gì quan trọng. Rất nhanh, hắn đã phải hứng chịu đau khổ vì đã khinh suất lần này. Ở bên ngoài giới bích của phu nhất đại thế giới, Hư Không Chu vừa mới xuất hiện ở chỗ này. Ma thần Kỳ Linh đang ở trên Hư Không Chu, đồng thời đang thả ra tâm lực của mình, thẩm thấu vào bên trong đại thế giới này, nhanh chóng hoàn toàn bao phủ đại thế giới. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, dù sao một khi tiến vào bên trong đại thế giới sẽ rất dễ bị phát hiện. Không hổ là phu nhất đại thế giới, vô gian môn bố trí ở nơi này những ba hang ổ, mà mỗi một nơi lại có 5 tên thiên thần chân tiên. Trong mắt ma thần Kỳ Linh mơ hồ có quang mang màu đỏ hiện lên. Rất tốt. Xoạt, Hư Không Chu trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, tiến vào bên trong phu nhất đại thế giới. Tại phu nhất đại thế giới Đông Thăng Thánh Sơn, thánh sơn cao vút trong tầng mây, mỗi ngày đều có vô số tán tiên địa tiên đến đây. Rốt cuộc cũng đã tiến vào thánh sơn rồi, không cần sợ phu nhất đạo cung đuổi giết chúng ta nữa. Yêu quái chúng ta trời sinh ra đã ăn thịt người, không ngờ lúc này lại ngược lại. Sau khi đạt tới tán tiên cấp độ đại yêu, chúng ta cũng nuốt mất một cái thành thị nhân loại mà thôi. Không ngờ phu nhất đạo cung lại đuổi giết chúng ta như vậy. May mắn là còn có Đông Thăng Thánh Sơn. Đại ca, Đông Thăng Thánh Sơn quật khởi mới hơn 100 năm, thực sự có thể ngăn cản được phu nhất đạo cung hay sao? Cứ yên tâm đi, phu nhất đạo cung đã từng đến đánh qua, bọn họ cũng không có cách nào tấn công được. Ta đã nói với ngươi rồi, sau lưng Đông Thăng Thánh Sơn này chính là vô gian môn ở trong truyền thuyết. Nghe nói vô gian môn dùng sức một mình tranh đấu với cả một đám đại năng giả của tam giới, tranh đấu trải rộng khắp tam giới mà lại không bị rơi xuống hạ phong một chút nào cả. Như vậy còn sợ một phu nhất đạo cung hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hai gã yêu quái tán tiên trò chuyện với nhau, trong lòng đều cảm thấy thoải mái. Phu nhất đạo cung thống trị phu nhất đại thế giới, có đạo cung pháp lệnh, khiến cho rất nhiều yêu ma đều rất là khó chịu. Ở trong đám yêu quái có một ít người có thể tĩnh tâm ăn chay, thế nhưng vẫn có rất nhiều người từ nhỏ đã ưa thích ăn thịt người. Bình thường có phu nhất đạo cung tạo áp lực, bọn hắn phải luôn cẩn thận từng ly từng tí, vụng trộm ăn thịt nhân loại. Một khi bị phát hiện sẽ gặp phải phu nhất đạo cung truy sát cho tới chết. Nghe nói ở trong Đông Thăng Thánh Sơn có thiên thần chân tiên ở trong đó. Nếu có thể bái vào làm môn hạ của thiên thần chân tiên, đó chính là đại cơ duyên của chúng ta. Hai gã nam tử tản ra hung lệ chi khí, sóng vai mà đi. Thân phận thực sự của bọn hắn là nhân tộc. Chẳng qua hiện nay nhân tộc trải rộng khắp tam giới, số lượng miệng người rất nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít thế hệ ma đầu tà ác. Hiển nhiên đối với những ma đầu này, vô gian môn rất là có lực hấp dẫn. Bỗng nhiên bên ngoài Đông Thăng Thánh Sơn xuất hiện một cái thuyền cực lớn, chiếc thuyền dài đến mấy vạn trượng. Ở trên thuyền là một thần ma tuyệt thế có 6 cánh tay đang đứng ở đó. Sát khí ngất trời kia làm cho thiên địa cũng bắt đầu u ám, khiến cho thiên địa biến hóa, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu tạo thành mây đen rậm rạp. Đó là cái gì vậy? Cái kia, trời ơi, trời ơi. Rất nhiều tiên ma bên trên Đông Thăng Thánh Sơn cảm giác như phát mộng, sắp hỏng đến nơi. Chỉ cần nhìn thấy ma thần tuyệt thế cao cao vạn trượng kia đã khiến cho trong lòng bọn hắn run rẩy, nín thở không thôi. Thậm chí bọn hắn còn cảm giác được ngay cả ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích được một chút. Uy áp vô hình kia khiến cho ngay cả tư duy của bọn hắn cũng rất chậm chạp, cũng không có cách nào suy nghĩ như bình thường được. Đây là sợ hãi từ bản năng tính mạng. Dù sao ma thần chi thể này chính là do Kỳ Linh thống lĩnh 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên kết hợp với La Hầu trận ngưng tụ mà thành. Chỉ luận về uy áp so với rất nhiều chân thần đạo tổ cũng còn đáng sợ hơn. Đương nhiên Kỳ Linh chỉ có thể lợi dụng một phần lực lượng cực nhỏ của ma thần chi thân này mà thôi. Phá! Bắc Minh kiếm trong tay ma thần Kỳ Linh lóe lên, để lại trên không trung một dấu vết làm cho lòng người rung động, trực tiếp đâm vào bên trên quảng trường của Đông Thăng Thánh Sơn. Đạo kim quang cháo cực lớn bao phủ toàn bộ Đông Thăng Thánh Sơn kia chính là trận pháp cấm chế bảo hộ cho Đông Thăng Thánh Sơn. Lúc trước ngay cả phu nhất đạo cung tấn công cũng không có cách nào phá vỡ được trận pháp cấm chế này. Minh Nguyệt kiếm thuật tích huyết thức, một kiếm được đâm ra, không gian giống như cũng bị xuyên thủng. Màn kim quang cực lớn kia tuy rằng đang rung động lắc lư, thế nhưng vẫn bị đạo kiếm quang cực lớn kia đâm ra thành một lỗ thủng. Toàn bộ kim quang cháo bắt đầu nhanh chóng sụp đổ xuống. Chạy máu, trời ơi, một chiêu đã đâm rách trận pháp cấm chế của Đông Thăng Thánh Sơn rồi.
Rất nhiều người ở cấp độ tán tiên địa tiên, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rất chậm chạp. Thế nhưng đám người thiên tiên cùng với thiên thần chân tiên thì vẫn có thể giữ vững được sự thanh tỉnh, đặc biệt là năm vị thiên thần chân tiên kia. Tuy rằng đã bị dọa đến mức hồn phách toán loạn, thế nhưng ảnh hưởng từ uy áp của ma thần đối với bọn họ cũng không lớn. Đi mau, trốn, trốn thôi. Đã xong rồi, xong rồi. Năm vị thiên thần chân tiên này vừa sợ vừa giận, nghĩ tất cả biện pháp muốn chạy trốn. Xoẹt. Ma thần Kỳ Linh chỉ vừa cất bước thì đã dùng một bước dẫm nát sân mạch bên dưới, làm cả sân mạch cũng phải run rẩy. Sáu đạo kiếm quang bao phủ xuống bên dưới, giống như là che đậy bầu trời. Năm tên thiên thần chân tiên định chạy thục mạng, thế nhưng lại chỉ có thể hóa thành bột mịn ở trong kiếm quang mà thôi. Năm người rồi. Ma thần Kỳ Linh vừa cất bước đã đến bên trên hư không chu. Vèo một cái, hư không chu lại trực tiếp xuyên thẳng qua hư không mà rời đi. Cái gì? Bên trong không gian hắc ám rộng lớn, thần vương tức giận quát lớn. Kỳ Linh lại tới đánh lén sao? Hắn lại còn dám đến đánh lén nữa sao? Thần vương vô cùng tức giận. Hắn cho rằng trăm năm qua hắn không có phái người đi ám sát Kỳ Linh, không có đi tấn công kiếm tiên giới, cũng đã coi như rất cho Kỳ Linh mặt mũi rồi. Vốn hắn còn cho rằng Kỳ Linh cũng sẽ biết tiến lùi, cho nên trăm năm qua mới một mực yên tĩnh như vậy, tới mức ngay cả thần vương cũng sắp ném Kỳ Linh tới một nơi hẻo lánh nào rồi đó. Ai ngờ Kỳ Linh lại đột nhiên tập kích lần nữa. Người này thực sự muốn chết. Thần vương đã thực sự nổi giận. Hắn có địa vị thân phận hạng gì đây? Kỳ Linh khiêu khích hắn một lần thì cũng thôi, không ngờ lại tới khiêu khích thêm lần nữa. Ngươi thực cho rằng vô gian môn ta không làm gì được ngươi sao? Bản tôn của thần vương trong hiện thực lập tức tiến về xào huyệt của vô gian môn trong thế giới thứ nhất. Tốc độ của ma thần Kỳ Linh rất nhanh, thực lực của hắn so với lúc trước khống chế hình thiên thần mạnh nhất còn mạnh hơn rất nhiều. Một là trở thành thiên thần chân tiên hơn trăm năm, thần hồn của Kỳ Linh đã trải qua thuần dương kim đan cùng với thiên thần chi thân thai nghén, cho nên thần hồn đã phát triển đến cảnh giới gần như cực hạn. Thần hồn tăng lên làm cho hắn có thể khống chế càng nhiều lực lượng hơn nữa của La Hầu Ma Thần. Hai là có thời gian dài như vậy, bên trên pháp môn tâm lực thần hồn, Kỳ Linh cũng có tiến bộ không ít. Ba là dù sao La Hầu trận cũng có 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên bày trận, cho nên uy năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên nói tóm lại, thực lực hiện tại của ma thần Kỳ Linh so với hình thiên thần mạnh nhất lúc trước còn phải cường đại hơn 1-2 cấp độ. Cho dù gặp phải chân thần đạo tổ, ít nhất hắn cũng có thể chống cự được mấy chiêu. Đương nhiên chênh lệch ở phương diện đạo còn lớn, cho nên cuối cùng vẫn chỉ có con đường thất bại mà thôi. Thế nhưng thực lực của ma thần Kỳ Linh lại không thể nghi ngờ. Phu nhất đại thế giới, Kỳ Linh liên tiếp phá hủy 2 hang ổ, giết 9 tên thiên thần chân tiên. Hang ổ thứ 3 thì đối phương đã chạy thoát, Kỳ Linh chậm một bước. Ngồi lên trên hư không chu, ma thần Kỳ Linh lại đến một đại thế giới khác. Trong lúc tâm lực của Kỳ Linh đang dò xét, bên trong đại thế giới này, vô gian môn cũng có 2 hang ổ. Bất quá, bên trong một chỗ không có thiên thần chân tiên, còn một chỗ lại có khoảng chừng 15 vị. Tụ tập vào cùng một chỗ, bằng vào trận pháp cấm chế định ngăn cản ta sao? Ma thần Kỳ Linh cười lạnh. Vèo. Rất nhanh, hư không chu đã đến nơi này. Đây là một tòa thành thị được kiến tạo ở trên sa mạc. Xung quanh thành thị có một tầng trận pháp cấm chế, hiển nhiên uy năng rất lớn. Có những 5 tên thiên thần chân tiên đang ở trong đó liên thủ để duy trì đại trận, khiến cho đại trận cấm chế giữ vững được uy năng mạnh nhất. 15 tên thiên thần chân tiên bằng vào trận pháp cấm chế cố thủ. Nếu như là lúc trước, ta và Hồng Tuyết vừa mới nhìn thấy sẽ quay đầu rời đi. Thế nhưng bây giờ đã không giống như lúc trước nữa rồi. Ma thần Kỳ Linh có phần có lòng tin, hình thiên thần mạnh nhất năm đó, 3-4 tên thiên thần chân tiên bằng vào trận pháp cấm chế cũng có thể ngăn cản được hắn. Ma thần Kỳ Linh mà bây giờ, cho dù có 15 tên thiên thần chân tiên cũng không nhất định có thể chống đỡ được hắn ta. Về phần có thể công phá hay không, phải thử mới biết được. Cẩn thận, hắn đang đến đấy. 15 tên thiên thần chân tiên đem hết toàn lực, pháp lực dắt vào bên trong trận pháp cấm chế. Muốn kiến tạo hang ổ cứ điểm cũng không phải dễ dàng. Bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bất kỳ một hang ổ nào. Nếu như Kỳ Linh đến mà bọn hắn lập tức rời đi, như vậy bố cục ở trong toàn bộ tam giới sẽ trở nên rối loạn. Lúc trước bố cục toàn bộ tam giới, thẩm thấu toàn bộ tam giới, vô gian môn đã phí một cái giá lớn. Sẽ không phải bởi vì Kỳ Linh mà thay đổi sách lược, như vậy sẽ phải hy sinh quá lớn. Phá! Ma thần Kỳ Linh nguy nga tuyệt thế, cầm 6 thanh thần kiếm trong tay,
chỉ thấy từng đạo lưu quang hàng lâm xuống bên dưới. Minh Nguyệt kiếm thuật tích huyết thức, 6 đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào bên trên trận pháp cấm chế. Phốc phốc phốc, 3 tiếng liên tiếp vang lên. Chỉ là bên trong thành thị này, trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp lại có khoảng chừng 5 tầng. Lại phá cho ta. Lúc Kỳ Linh lại giơ kiếm lên định đâm thì 3 tầng bị nghiền nát trước kia dưới pháp lực sắp vào đã lại khôi phục. Ồ, Kỳ Linh nhướng mày, luân hồi thiên băng ư? Ma thần Kỳ Linh gầm lên một tiếng giận dữ, 6 thanh thần kiếm vung vẩy, mỗi một thanh thần kiếm đều giống như đại chùy vung lên, nện tới chỗ trận pháp cấm chế kia. Mỗi một thanh thần kiếm dưới tay Kỳ Linh khống chế, sức nặng nhanh chóng tăng vọt, so với núi cao vạn dặm còn nặng nề hơn. Tiếng phành 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 trầm thấp vang lên, 6 thanh thần kiếm trước sau bổ vào bên trên trận pháp cấm chế. Hơn nữa, 6 cánh tay của ma thần Kỳ Linh liên tiếp vung vẩy, giống như đã hóa thành bánh xe gió cực lớn. 6 thanh thần kiếm liên tiếp bổ về phía trước, tuần hoàn không ngừng. Đây cũng là biến chủng của Minh Nguyệt kiếm thuật, kết hợp với 3 đầu 6 tay để thi triển luân hồi thiên băng. Trong nháy mắt đã vung bổ ra những 36 chiêu thức. Oanh! Tất cả 5 tầng trận pháp cấm chế đều bị tan vỡ. Ma thần Kỳ Linh lập tức tiến vào trong đó. 15 tên thiên thần chân tiên kia lại nở một nụ cười một cách quỷ dị. Đồng thời bọn hắn đều thay đổi khí tức, vốn còn đang hoàn toàn khác nhau, thế nhưng bây giờ khí tức lại trở nên giống nhau như đúc, bộ dáng cũng đã thay đổi. Tất cả đều ăn mặc huyết bào, làn da tái nhợt mà gầy gò. 15 người mặc huyết bào cười một cách quỷ dị, lại nhìn Kỳ Linh. 15 phân thân này ta tặng cho ngươi, bất quá ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Phành! Kiếm quang của ma thần Kỳ Linh giống như diệt thế quét ngang qua, trực tiếp diệt sát 15 đạo phân thân này. Sao? Là bẫy dập sao? Ma thần Kỳ Linh đã sớm phóng thích ra tâm lực, cũng đã phát hiện ra hai cỗ chấn động bắt đầu xé rách hư không hàng lâm đến một phương đại thế giới này. Dùng 15 phân thân của huyết hà thiên thần để kéo dài thời gian giữ chân ta ở đây, sau đó lại phái đại quân đến để vây quét. Đáng tiếc, 15 phân thân của huyết hà thiên thần sẽ hy sinh một cách vô ích thôi. Đi! Ma thần Kỳ Linh khống chế hư không chu lập tức xé rách hư không mà rời đi. Nhưng ở trong hư không mịt mờ lại bỗng nhiên mơ hồ có từng đạo sợi tơ màu vàng. Chính bởi vì có những sợi tơ to màu vàng này mới khiến cho việc xé rách hư không bắt đầu trở nên gian nan hơn. Không tốt rồi, hư không này đã bị bọn họ động tay chân. Không ngờ muốn xé rách hư không cũng trở nên gian nan như vậy. Lúc ta vừa tới đại thế giới này còn rất nhẹ nhàng, xem ra trong lúc ta công kích thành thị này thì vô gian môn đã âm thầm làm ra một ít thủ đoạn rồi. Kỳ Linh lập tức hiểu rõ, nói thì chậm chạp, kỳ thực cũng chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. Mà lúc này không gian ở trước sau của Kỳ Linh lại vỡ ra, có 2 chiếc thuyền lớn phân biệt cùng xuất hiện. Thế giới thứ nhất, trận doanh của vô gian môn có nguồn gốc từ vô gian hỗn độn thế giới, nội tình thâm hậu, lại có từng cái sao huyệt một, theo thứ tự là thế giới thứ 10, thế giới thứ 9 cho đến thế giới thứ nhất. 10 đại thế giới này chính là 10 siêu cấp đại binh doanh, đều có cường giả là đạo tổ tọa chấn, có thể nhanh chóng điều khiển tiên ma phân phó từng đại thế giới chinh chiến khắp nơi. 10 đại binh doanh này bài danh càng ở phía trước thì thực lực sẽ càng cường đại. Mà thế giới thứ nhất lại là chỗ hạch tâm lực lượng chính thức của cả trận doanh vô gian môn. Cho dù so với vạn ma giới có vạn ma chi chủ tọa chấn thì cũng không có chênh lệch là bao. Lần này thần vương phát hiện ra Kỳ Linh đánh lén, cho nên mới đi thẳng tới thế giới thứ nhất này. Sư thúc! Thần vương hơi có vẻ cung kính đứng ở bên cạnh một nam tử mặc áo bào màu tím. Nam tử mặc áo bào màu tím này trên vai có một cái xích màu tím sậm, nét mặt của hắn bình tĩnh, mang theo một chút vui vẻ ôn hòa. Hắn chính là tồn tại tọa chấn ở thế giới thứ nhất này, ở trong toàn bộ trận doanh vô gian môn cũng có được địa vị siêu nhiên vô cùng. Thậm chí ở trước khi thượng cổ tan vỡ, hắn mới chính là tồn tại gần với tâm ma chi chủ. Địa vị lúc trước của hắn so với vạn ma chi chủ còn cao hơn một chút. Hắn chính là Hoàn Mộc Chân Nhân. Đây là một người có mị lực đặc thù, cũng làm cho rất nhiều đại năng giả trong trận doanh vô gian môn rất là khâm phục, thậm chí còn nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho hắn. Ở trong thời kỳ của vô gian hỗn độn thế giới, tâm ma chi chủ và Hoàn Mộc Chân Nhân xem như là hai loại người hoàn toàn trái ngược với nhau. Tâm ma chi chủ hiếu chiến, thích giết chóc, thích đùa bỡn nhân tâm, còn Hoàn Mộc Chân Nhân ôn hòa, yêu hòa bình, thích nhất là sưu tầm gỗ. Việc sưu tầm gỗ đối với một vị đại năng giả mà nói quả nhiên là yêu thích rất là cổ quái.
Sở dĩ Hoàn Mộc Chân Nhân đặt tên cho mình là Hoàn Mộc cũng là bởi vì thứ làm cho hắn mê nhất là một loại gỗ gọi là hoàn mộc. Đây là một loại gỗ trong tự nhiên thay nghén ra ở vô gian hỗn độn thế giới. Hoàn Mộc Chân Nhân lại đem loại gỗ này sưu tập lại, cho nên mới có tên là Hoàn Mộc Chân Nhân. Hắn khi thì nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu pháp thuật, nghiên cứu thần thông, thế nhưng tất cả đều là chơi đùa. Thứ ưa thích nhất chính là hoàn mộc. Hắn không ưa thích tranh đấu, lại không tranh giành quyền thế. Người khác tới thỉnh giáo hắn thì hắn cũng sẽ chỉ điểm. Vì vậy hắn có ân với rất nhiều đại năng giả. Ban đầu ở vô gian hỗn độn thế giới, danh vọng của hắn cực cao. Nếu như hắn tranh bá thiên hạ, chỉ sợ ngay cả tâm ma chi chủ cũng khó có thể chính thức thống nhất vô gian hỗn độn thế giới lúc trước được. May mà hắn không thích, cho nên tâm ma chi chủ mới kết thành huynh đệ với hắn, thành công trở thành nhân vật số 2 trong vô gian hỗn độn thế giới lúc trước. Thực lực của người này thâm bất khả chắc. Trận pháp, pháp thuật, thần thông, tất cả mọi thứ hắn đều am hiểu. Thứ đáng sợ nhất chính là cái xích gỗ sau lưng của hắn. Thực lực cận chiến của hắn mới là thứ kinh người nhất. Chỉ có điều trận chiến thượng cổ tan vỡ, nữ hoa nương nương đột phá, thành công trở thành bàn cổ thần, quét ngang tuyệt đối. Cho dù là Hoàn Mộc Chân Nhân cũng không ngăn cản nổi. Hắn cũng chỉ có một đường vẫn lạc mà thôi. Cũng may vạn ma chi chủ ở phương diện chạy trốn giữ mạng lại rất lợi hại, cứu được hắn, cũng cứu được không ít cường giả của vô gian môn. Ngăn cơn sóng dữ bậc này lại có ân với tất cả những người sống sót, mà lại có thể từ trong tay nữ hoa nương nương cấp độ bàn cổ thần đào thoát được. Địa vị của vạn ma chi chủ tự nhiên cũng tăng vọt, thành công trở thành đệ nhất nhân của trận doanh vô gian môn ngày hôm nay. Thế nhưng thực lực của Hoàn Mộc Chân Nhân cũng không thể nghi ngờ, tọa chấn ở thế giới thứ nhất. Kỳ thực trước khi hai đại trận doanh trở mặt với nhau, nhân duyên của Hoàn Mộc Chân Nhân rất là tốt. Ngay cả đám người Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, Bồ Đề đều là hảo hữu của hắn. Thậm chí Hạo Kiếp Hàng Lâm, đám người Tam Thanh vẫn nói với Hoàn Mộc Chân Nhân rằng: Hoàn Mộc Đạo Hữu, cuộc chiến giữa hai đại trận doanh này ngươi không cần tham chiến. Bất kể cuối cùng bên vô gian môn bị diệt hay là chúng ta bị diệt, tin rằng sẽ không có ai đến làm khó ngươi. Cuộc chiến giữa hai đại trận doanh theo lý thuyết mà nói không có ai có thể bàng quan. Nếu như lão nhân muốn hai phe hòa bình, không muốn tham chiến, thế nhưng cuối cùng hai phe sẽ buộc hắn phải ra tay. Thế nhưng Hoàn Mộc Chân Nhân, trận doanh nữ hoa bảo hắn đừng tham chiến, tuyệt đối sẽ không đối phó với hắn. Trận doanh vô gian môn cũng không có ý định ngăn cản. Thế nhưng cuối cùng Hoàn Mộc Chân Nhân vẫn quyết định đứng ở bên trận doanh vô gian môn mà hắn xuất thân. Từ đó cũng có thể thấy được mị lực của người này. Tiểu gia hóa gọi là Kỳ Linh này bất quá chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi, người cũng quá chăm chú rồi. Hoàn Mộc Chân Nhân cười nói: Còn để cho huyết hạ hy sinh 15 cái phân thân, có ta mình không tỏa giới trận của ta, công dụng của hư không chu sẽ đại giảm, tự nhiên sẽ là cá trong lưới, khó có thể chạy thoát được. Cũng may có sự thúc sáng tạo ra mình không tỏa giới trận này, Kỳ Linh này nhất định sẽ phải nhận lấy cái chết thôi. Chỉ là chết như vậy cũng đã coi như có thể diện rồi. Thần Vương nói: Hắn vẫn là đệ tử của Bồ Đề. Hoàn Mộc Chân Nhân khẽ lắc đầu một cái. Ra tay với ái đồ của bằng hữu trước kia, chuyện này khiến cho hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay trận doanh song phương đã quyết đấu, mềm lòng với địch nhân chính là lòng dạ ác độc đối với trận doanh của bên mình. Sư thúc, đây mới chỉ là bản tôn của Kỳ Linh, hắn còn có nguyên thần thứ hai. Thần Vương nói: Chết một bản tôn, thực lực của hắn sẽ giảm lớn, lại không có hư không chu cùng với vô số bảo vật, như vậy sẽ không có thủ đoạn đến đánh lén chúng ta nữa. Đối với hắn là chuyện tốt rồi, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Tuy rằng trong miệng Thần Vương nói là như vậy, thế nhưng trong lòng thì không cam lòng. Người hắn sùng bái nhất chính là sư phụ tâm ma chi chủ của hắn, yêu thích giết chóc trừ cỏ tận gốc, đương nhiên hắn phải dụ dỗ được vị sư thúc này trước đã. Ta còn chưa có mềm lòng như vậy, cho dù giết đệ tử của Bồ Đề thì cũng không có gì, đây chỉ là bắt đầu. Trận đánh nhau cuối cùng kia, nghĩ tới trận quyết chiến tương lai, Hoàn Mộc Chân Nhân có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng nói một cách tương đối, trong lòng của hắn vẫn có thiên hướng nghĩ về những người được thay nghén từ trong hỗn độn mà sinh ra, là những lão huynh đệ bằng hữu cũ mà hắn vẫn chính thức quen biết. Tam Thanh Đạo Nhân, Bồ Đề, đám người này so với những lão huynh đệ của hắn nhất định phải có một bên chết. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn đưa đám người Tam Thanh Đạo Nhân lên đường mà thôi. Thần Vương và Hoàn Mộc Chân Nhân đều đứng ở đằng xa quan sát trận chiến này. Kỳ thực chẳng những là bọn họ, ngay cả bên trận doanh của nữ hoa cũng có rất nhiều đại năng giả đang xem cuộc chiến. Mình không.
hai chiếc thuyền lớn tên Thiên Linh Bảo có tất cả 320 tên thiên thần chân tiên phân biệt tạo thành hai cái đại trận, giống như đồ án Thái Cực Lưỡng Nghi, một đâm và một dương kết hợp hoàn mỹ với nhau, tạo thành minh không tỏa giới trận cực lớn. Trận pháp cực lớn này bao phủ toàn bộ một phương đại thế giới. Đây dĩ nhiên là thủ đoạn của chân thần đạo tổ rồi. Một khi trận pháp thành công, giới bích của thế giới sẽ trộn lẫn vào trong trận pháp. Muốn xé rách giới bích thế giới ra ngoài sẽ trở nên vô cùng gian nan, mà còn phải mất thời gian tương đối dài. Đương nhiên, với tư cách là người điều khiển đại trận, hai chiếc thuyền lớn lại rất đơn giản có thể tiến vào đại thế giới bên trong. Giết chết Kỳ Linh, đại thế giới này đã bị phong tỏa, hắn ta căn bản không có thời gian để xé rách hư không, cho nên cũng không có cách nào xuyên qua hư không để đào thoát đâu, hắn ta chết chắc rồi. Ở trên hai chiếc thuyền lớn, cả đám thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn đều tin tưởng 10 phần. Minh không tỏa giới trận là thứ mà lần trước sau khi Kỳ Linh đánh lén, thần vương giận dữ, lo lắng về sau Kỳ Linh lại tới quấy rối, cho nên mới xin Mộc Hoàn chân nhân sáng tạo ra trận pháp này. Kỳ thực, loại trận pháp phong tỏa thế giới này ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì bằng vào một đám thiên thần chân tiên tạo thành phong tỏa, đối với chân thần đạo tổ cũng không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì bọn họ có thể đơn giản mà phá vỡ, cho nên đối với chiến tranh cũng không có tác dụng. Thế nhưng lúc này có thể dùng để giết chết Kỳ Linh, bắt ba ba trong hũ cũng đã coi như có tác dụng. Dùng thủ đoạn trận pháp nhất đạo của Hoàn Mộc chân nhân, phí công sức 3 năm rốt cuộc cũng sáng chế ra môn trận pháp này. Lần này cuối cùng Kỳ Linh cũng đã đụng phải. Hai chiếc thuyền lớn phá không xuất hiện. Đi! Ma thần Kỳ Linh không có một chút do dự nào, tâm ý khẽ động, vèo một cái, một đầu điện xà cực lớn đen sì xuất hiện, trực tiếp bao trùm hư không chu, vèo một cái nữa rồi lại lập tức biến mất. Cái này sao lại như vậy? Ta lại không nhìn thấy hắn nữa rồi. Quá nhanh, căn bản không nhìn thấy. Trên hai chiếc thuyền lớn, đám người thiên thần chân tiên mỗi người đều trở lên ngốc trệ, tốc độ hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Dưới tình huống đạt với tốc độ ánh sáng, đám thiên thần chân tiên trên hai chiếc thuyền lớn của Vô Gian Môn cũng mới chỉ nhìn thấy một đạo điện quang màu đen hiện lên ở trên không trung mà thôi. Đợi đến điện quang màu đen tiêu tán, bọn họ đã hoàn toàn không nhìn thấy được Kỳ Linh nữa. Như vậy chúng ta nên đuổi theo như thế nào đây? Chuyện này làm sao có thể đuổi theo được chứ? Lập tức lóe lên rồi biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Mỗi một người đều không khỏi nhìn nhau. Rất nhanh, ma thần Kỳ Linh đã kéo giãn khoảng cách với đối phương thật xa. Sau đó, hư không chu mới cưỡng ép xé rách hư không. Từng sợi tơ màu vàng kia gây ra trở ngại rất lớn, làm cho việc xé rách hư không vô cùng gian nan. Thế nhưng, bởi vì đại quân đã đuổi giết đằng sau cách quá xa, mà chỉ có một ít thời gian như vậy, cho nên căn bản sẽ không đủ để đuổi theo được. Cho nên vèo một cái, rốt cuộc giới bích cũng đã vỡ ra, hư không chu lập tức liền biến mất. Rất nhanh, ở một đại thế giới khác. Không ngờ, lại vẫn có thể trốn được sao? Ma thần Kỳ Linh khống chế hư không chu, lại lần nữa đi thẳng tới một đại thế giới có hang ổ của Vô Gian Môn. Hả? Đây là... Nhìn gương mặt của hắn, là Kỳ Linh. Sao thần vương lại không có thông báo cho chúng ta cơ chứ? Thần vương thông chi bảo chúng ta tranh thủ thời gian và trốn đi. Hiện tại mới thông báo đã quá muộn rồi. Phanh! Dùng xu thế giống như nghiền áp, ma thần Kỳ Linh trực tiếp hủy diệt hang ổ này. Trước đó thần vương cũng quá có lòng tin, hắn cho rằng Kỳ Linh sẽ trốn không thoát, cho nên mới không có sắp xếp cho những thiên thần chân tiên ở trong đại thế giới khác tránh lui, cho nên lần này lại bị tổn thất nặng nề ở trong thế giới thứ nhất. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Trong mắt thần vương tràn ngập vẻ khó có thể tin, trong mắt còn có vẻ điên cuồng. Kỳ Linh này làm sao có thể có một môn thần thông như vậy được chứ? Tốc độ này, đây đã là cực hạn thiên đạo. Không phải bên trận doanh nữ hoa, chỉ có Kim Ô mới có thể có được tốc độ như vậy hay sao? Tại sao Kỳ Linh lại có thể có được cơ chứ? Hắn ta chỉ là nhân tộc mà thôi. Thần thông độn thuật hoàn mỹ nhất ư? Hoàn Mộc chân nhân lại lẩm bẩm nói. Một nhân tộc không ngờ lại có thể thi triển ra được. Hắn không phải là thần thông trời sinh. Ở bên trận doanh của nữ hoa, là ai đã sáng chế ra loại thần thông này cơ chứ? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới có thể ngăn cản hắn, giết hắn được đây? Thần vương nóng nảy nói. Nếu như để mặc Kỳ Linh tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ càn quét từng đại thế giới một. Chẳng lẽ bố cục Vô Gian Môn ta thẩm thấu vào trong tam giới sẽ chỉ vì một mình hắn mà thay đổi thôi sao?
sẽ phải vứt sạch những tâm huyết trước đó hay sao? Không, không có khả năng. Thần Vương nóng nảy, nhưng hắn đã nghĩ tất cả biện pháp, chỉ là vẫn không thể tưởng tượng ra được phải làm như thế nào thì mới có thể ngăn cản được Kỳ Linh ra tay. Sư thúc à? Thần Vương nhìn về phía Hoàn Mộc Chân Nhân ở bên cạnh. Sao vậy? Hoàn Mộc Chân Nhân nhìn về phía Thần Vương nói. Kính xin sư thúc dạy ta. Thần Vương có chút lo lắng nói. Hoàn Mộc Chân Nhân mắt nhìn Thần Vương cười nói. Có phương pháp nắm chắc xử lý việc này mà còn có tận hai loại. Sao? Hai loại ư? Ánh mắt của Thần Vương sáng ngời, ngay cả một loại hắn cũng không có nghĩ tới. Loại tốc độ này của Kỳ Linh đã đạt tới cực hạn thiên đạo, phương pháp tầm thường cũng không làm gì được hắn cả. Cho dù là đại năng giả, so tốc độ với hắn cũng không sánh bằng, mà đám thiên thần chân tiên khác lại càng không có cách nào để so sánh được. Hoàn Mộc Chân Nhân nói tiếp. Lúc này chúng ta chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù. Số lượng thiên thần chân tiên nhiều như vậy, thậm chí còn có thể đánh chết chân thần đạo tổ. Tốc độ của hắn rất nhanh, vậy thì phái ra rất nhiều thiên thần chân tiên, tạo thành siêu cấp đại trận chính thức, làm cho Kỳ Linh không có chỗ nào có thể trốn được. Hoàn Mộc Chân Nhân nói. Có điều muốn hoàn toàn vây khốn Kỳ Linh tới chết sẽ cần rất nhiều thiên thần chân tiên. Cần bao nhiêu đây? Thần Vương lập tức hỏi lại. Ít nhất 5.000 người. Hoàn Mộc Chân Nhân nói. Trong lòng Thần Vương lập tức có chút khó chịu. Có điều cũng đúng, 229 tên thiên thần chân tiên tạo thành vô gian vô lượng trận, chỉ mới làm cho phạm vi vạn dặm hoàn toàn bị phong bế mà thôi. Kỳ Linh cũng không có cách nào trốn được. Nhưng phạm vi quá nhỏ, mới chỉ có vạn dặm, mà nếu như muốn phạm vi của Minh Không tỏa dưới trận lớn hơn, trọn vẹn bao phủ một đại thế giới, như vậy cũng sẽ chỉ có hiệu quả gây cản trở mà thôi. Kỳ Linh chỉ cần phí chút thời gian là có thể xé rách hư không mà thoát đi. Cho nên muốn hình thành một đại trận làm cho Kỳ Linh không thể chạy ra được, phải là một đại trận phạm vi rộng lớn, số lượng thiên thần chân tiên cần thiết cũng phải nhiều hơn. Minh Không tỏa dưới trận là 640 tên thiên thần chân tiên cấu thành. Nếu như thực sự muốn để cho Kỳ Linh hoàn toàn không có đường lùi, như vậy nhất định phải vượt qua số lượng 5.000 tên thiên thần chân tiên. Nhiều như vậy ư? Thần Vương nhíu mày nói. Vô gian môn ta muốn một lần duy nhất điều khiển hơn 5.000 tên thiên thần chân tiên là quá khó. Lần trước điều khiển hơn 200 tên thiên thần chân tiên là điều động ở thế giới số 3. Lần này điều khiển hơn 600 tên là tới từ chỗ của sư thúc. Thế giới thứ nhất của sư thúc, số lượng thiên thần chân tiên có rất nhiều. Điều khiển hơn 600 người, đối với toàn bộ thế giới thứ nhất cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng điều khiển hơn 5.000 người, cho dù là sư thúc, một khi điều khiển cũng sẽ rất nguy hiểm. Hoàn Mộc Chân Nhân gật đầu nói. Thiên thần chân tiên ở chỗ ta vừa vặn vượt qua vạn người. Nếu như điều khiển hơn 5.000, như vậy rất có thể bên trận doanh nữ hoa sẽ lập tức phái ra đại quân thiên thần chân tiên, trực tiếp đánh tới thế giới thứ nhất này của ta. Dưới tình huống chân thần đạo tổ của chúng ta và đối phương đều không ra tay, thế giới thứ nhất căn bản sẽ không ngăn cản nổi. Đúng vậy. Thần Vương gật đầu. Luận số lượng thiên thần chân tiên, bên vô gian môn so với bên trận doanh của nữ hoa còn ít hơn không ít. Trên thực lực chỉnh tề, vô gian môn đang ở thế yếu, cho nên mượn vào tình báo, mượn khôi lỗi thì mới đấu được tới lực lượng ngang nhau. Đám thiên thần chân tiên của vô gian môn ở trong thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai và thế giới thứ ba, mỗi người đều ở trong đại binh doanh, mượn nhờ một lượng lớn trận pháp cấm chế bên trong thì mới có thể ngăn cản được công kích từ bên trận doanh nữ hoa. Thế nhưng 10 siêu cấp đại binh doanh, cho dù là thế giới thứ nhất mạnh nhất cũng vậy thôi. Một khi huy động hơn 5.000 người thì thực lực sẽ lập tức giảm mạnh, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Nếu như ta đồng thời điều động từ thập đại thế giới của vô gian môn, Thần Vương có chút chần chừ rồi nói. Nếu như ta đồng thời điều động từ thập đại thế giới của vô gian môn, một khi điều động thì phải lập tức xuất phát ngay, lập tức giải quyết Kỳ Linh trước rồi nói sau. Như vậy nói không chừng đại quân thiên thần chân tiên ở bên phe trận doanh nữ hoa còn không kịp tấn công chúng ta. Lời này của hắn cũng chỉ mới nói tình huống lý tưởng nhất mà thôi. Trên thực tế, hiện tại Kỳ Linh điên như vậy, đương nhiên đám đại năng giả bên trận doanh của nữ hoa cũng sẽ chú ý. Một khi bên phe vô gian môn này có điều động quy mô lớn, như vậy bên trận doanh của nữ hoa tự nhiên sẽ có biện pháp tương ứng. Nếu như rất nhanh thì có lẽ sẽ có thể thành công. Thần Vương cắn răng nói, phương pháp này chính là đánh bạc. Đánh bạc cực mình có thể xử lý rất nhanh, bằng không mà nói sẽ rất là nguy hiểm.
bên này điều động mấy ngàn tên thiên thần chân tiên ra ngoài, bên kia rất có thể trận doanh nữ oa sẽ cướp giết mấy ngàn tên thiên thần chân tiên này, đồng thời cũng có thể tiến hành tấn công quy mô lớn, tiến công thập đại thế giới. Người tự mình xem rồi mà xử lý. Hoàn Mộc chân nhân nhìn thần vương rồi nói, còn một biện pháp khác thì sao? Thần vương hỏi. Trực tiếp điều động chân thần đạo tổ ra tay đánh chết kỳ linh này. Hoàn Mộc chân nhân lạnh nhạt nói, sao, chân thần đạo tổ ư? Thần vương kinh ngạc nói, cái này là... Mặc dù kỳ linh có kiểu giác điện xà độn thuật ở trên người, thế nhưng chân thần đạo tổ cường đại vẫn có thể đánh chết được hắn, cho nên mặc dù tốc độ của kỳ linh không ai theo kịp, thế nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua pháp thuật thủ đoạn mà thi triển phong cấm quy mô lớn, thậm chí còn trực tiếp trói buộc kỳ linh. Dưới lực lượng trói buộc vô tận, kỳ linh muốn bay cũng không bay nổi. Ví dụ như Phật tổ Như Lai ra tay, khẽ vươn tay ra là thiên địa bị phong tỏa, ngũ hành giam cầm, ngay cả kỳ linh cũng không thể động đậy nổi. Tốc độ ta không theo kịp tiểu gia hỏa nhà ngươi, thế nhưng ta lại có thể áp chế ngươi, làm cho tốc độ của ngươi không phát huy được nổi. Lúc trước sở dĩ thập đại Kim Mô lợi hại như vậy cũng là bởi vì bản thân Kim Mô yêu hoàng trong đó có thực lực chân thần đạo tổ, lại có kiểu giác điện xà độn thuật, mới có thể khiến cho đại năng giả thượng cổ bó tay chịu trói. Cuối cùng vẫn là hậu nghệ dùng mũi tên đặc chế thì mới có thể đánh chết vị yêu hoàng kia. Còn 9 tiểu gia hỏa còn lại kỳ thực uy hiếp sẽ ít hơn rất nhiều. Đúng là như vậy. Hai đại trận doanh có sự ăn ý vô hình, đều không muốn sớm mộc phát ra đại chiến giữa các đại năng giả. Dựa theo thực lực giờ phút này của song phương, nếu như thực sự bạo phát, chỉ sợ sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Khả năng bên phía Vô Gian Môn sẽ bị diệt sạch là tương đối cao, nhưng cho dù bên trận doanh nữ hoa có thắng thì khả năng sống sót cũng cực nhỏ. Hoàn Mộc chân nhân lạnh nhạt nói, hai loại kết quả, một loại chân thần đạo tổ ra tay giết chết kỳ linh, vi phạm vào quy củ, trận doanh nữ hoa tức giận trực tiếp dẫn phát tới trận chiến cuối cùng. Loại kết quả thứ hai, sau khi giết chết kỳ linh, mặc dù trận doanh nữ hoa tức giận, thế nhưng cũng không quá nguyện ý quyết chiến vào lúc này, mà bên chúng ta sẽ làm một chút nhượng bộ, việc này cũng sẽ trôi qua, mà khả năng loại kết quả thứ hai này sẽ rất lớn. Thần vương khẽ gật đầu, đúng là như vậy, đây là cuộc chiến trận doanh, đối phương cũng phải cân nhắc cho toàn bộ trận doanh, cũng không thể nào vì một tên kỳ linh mà nhấc lên trận quyết chiến cuối cùng, khả năng này quả thực rất nhỏ. Hoàn Mộc chân nhân nhìn thần vương lại nói, đây cũng là đánh bạc, trước hết giết kỳ linh, về sau lại chờ phản ứng của bên trận doanh nữ hoa kia. Thần vương có chút đau đầu, hai loại biện pháp, một loại là phái ra hơn 5.000 thiên thần chân tiên, đây cơ hồ được xưng là đại quyết chiến đạt tới trình độ cao nhất của giới vực rồi, ngay cả chân thần đạo tổ bình thường cũng sẽ bị vây giết. Một lựa chọn là để cho chân thần đạo tổ đạt tới trình độ cao nhất ra tay, lập tức đánh chết kỳ linh. Hai loại phương pháp đều là đánh bạc. Với tư cách là người đứng đầu trên danh nghĩa của trận doanh Vô Gian Môn, thần vương rất là đau đầu. Không còn những biện pháp khác hay sao? Thần vương có chút lo lắng. Hai loại biện pháp này đều có 10 phần nắm chắc đánh chết được kỳ linh, còn những biện pháp khác thì lại không có nắm chắc như vậy. Hoàn Mộc chân nhân nói, mời sư thúc xin cứ nói. Thần vương hỏi, cho dù không có nắm chắc, thế nhưng tốt xấu gì vẫn có khả năng đánh chết được kỳ linh. Hắn không muốn vận dụng hai loại phương pháp như đánh bạc trước đó để xử lý kỳ linh, đây hoàn toàn là mang Vô Gian Môn đi đánh bạc. Hoàn Mộc chân nhân nói, người có phát hiện ra không, khi kỳ linh đang thi triển kiểu giác điện xà độn thuật, đầu tiên phải tiến vào trong hư không chu kia, về sau mới lại thi triển. Đúng vậy. Thần vương gật đầu. Đó là bởi vì loại độn thuật này ảo diệu, mấu chốt là ở trong đầu kiểu giác điện xà kia. Hoàn Mộc chân nhân nói, nếu như bản thân kỳ linh thi triển ra môn độn thuật này, đương nhiên sẽ không cần mượn nhờ hư không chu là có thể lập tức thoát đi được rồi. Thế nhưng giờ phút này, kỳ linh mang theo một lượng lớn thiên tiên tán tiên tạo thành một siêu cấp đại trận, giúp hắn biến thành La Hầu Ma Thần. Hơn nữa kỳ linh cũng không có cách nào khống chế hoàn mỹ được lực lượng của La Hầu Ma Thần. Cho nên một khi dùng kiểu giác điện xà bao phủ La Hầu Ma Thần, gánh nặng đối với kiểu giác điện xà quá lớn, chỉ sợ kiểu giác điện xà sẽ không bay được quá xa. Thần vương gật đầu, ánh mắt sáng ngời nói, đúng vậy, Kim Mô cũng là như thế. Tự bản thân Kim Mô bay nhanh đến mức không hợp thói thường, thế nhưng nếu mang theo cường giả khác bay sẽ trở nên chậm chạp, trừ phi Kim Mô thu đối phương vào bên trong pháp bảo. Đúng vậy. Hoàn Mộc chân nhân gật đầu nói tiếp,
Cho nên ma thần kỳ linh kia tiến vào trong hư không chu, lại cùng dùng hư không chu hoàn toàn trói buộc lấy lực lượng ma thần kỳ linh, không làm ảnh hưởng đến kiểu giác điện xà. Sau đó kiểu giác điện xà mới có thể bao phủ hư không chu, mới có thể đạt đến tốc độ cực hạn được. Ma thần kỳ linh công giết ở các nơi, phát hiện ra nguy hiểm, tiến vào hư không chu, sau đó lại thoát đi. Hắn cần phải trốn vào hư không chu, mà đây chính là một đoạn thời gian rất là ngắn ngủi. Hoàn Mộc chân nhân nói, thời gian ngắn ngủi này chính là cơ hội duy nhất có thể đánh chết được kỳ linh. Càng là cường giả thì càng có thể phân ra cao thấp ở chỗ rất nhỏ, chỉ trong nháy mắt đối phương hoàn toàn có khả năng đoạt lấy tính mạng của kỳ linh. Ta đã hiểu rồi. Thần Vương gật đầu, khó trách sư thúc lại nói không có nắm chắc. Nếu như là chân thần đạo tổ, tự nhiên sẽ có thể bắt lấy tích tắc trong thời gian ngắn ngủi kia. Thế nhưng người động thủ phải là thiên thần chân tiên, cần phải đối phó với kỳ linh ở trong tích tắc, chuyện này rất khó. Dù sao thực lực của bản thân kỳ linh cũng rất mạnh. Cũng trong lúc đó, trốn, trốn, trốn mau, đi. Nơi này chúng ta tốn vô số tâm huyết, lại phải trả một cái giá cực lớn mới có thể kiến tạo mà thành, cứ như vậy mà bỏ qua hay sao? Không quản được nhiều như vậy đâu, nếu như người không đi sẽ không còn mạng nữa đâu. Những người đã ở lâu trong các hang ổ cũng đã bắt đầu thoát đi. Đại năng giả của trận doanh vô gian môn đã sớm dùng tâm thức dò xét, tập trung vào thân kỳ linh. Một khi kỳ linh tới gần đại thế giới nào thì thiên thần chân tiên ở chỗ đó lập tức bỏ chạy mất dạng. Trốn nữ, muốn trốn nữ. Ma thần kỳ linh cầm 6 thanh thần kiếm ở trong tay, thi triển thiên băng thức, uy năng hủy diệt thiên địa, đánh vào trên trận pháp cấm chế, khiến cho tất cả tan tành. Núi lớn sập, cung điện sập đổ, tất cả cũng đều bị phá hủy. Ta không giết được các ngươi, như vậy ta sẽ hủy diệt toàn bộ tất cả cứ điểm của vô gian môn ở trong tam giới này. Kiến thiết rất khó, thế nhưng hủy hoại lại rất dễ dàng. Ta cũng không tin các ngươi sẽ không cúi đầu. Ma thần kỳ linh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị theo dõi. Nếu như muốn tiếp tục giết chết thiên thần chân tiên sẽ rất khó. Vậy thì phá hỏng tất cả, không ngừng phá hỏng từng hang ổ mà bọn chúng vất vả mới kiến tạo được. Chính là bởi vì có những hang ổ này thì đám thiên thần chân tiên của vô gian môn mới có thể thẩm thấu vào trong một ít đại thế giới, mới có thể chống cự được những thiên thần chân tiên ở trong các đại thế giới này tấn công. Thế nhưng bây giờ kỳ linh đã bắt đầu phá hỏng tất cả. Một màn này lại khiến cho các đại năng giả của vô gian môn phải đau lòng, lo lắng. Thậm chí còn có người truyền âm liên hệ với thần vương. Thần vương, nhất định phải ngăn cản tên kỳ linh kia. Thần vương à, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thôi. Những đại năng giả này thực sự muốn tự mình ra tay chém giết kỳ linh. Thế nhưng bọn họ đều rõ ràng, nhất định bên phía trận doanh nữ hoa cũng có rất nhiều đại năng giả đang chú ý tới kỳ linh. Nếu như bọn họ thực sự ra tay đối phó với kỳ linh, rất có thể bên phía trận doanh của nữ hoa sẽ lập tức phản công. Ít nhất rất có thể chân thần đạo tổ động thủ sẽ phải chết. Đúng như bọn họ suy đoán, vừa mới nhận được pháp môn cùng với 6 bình hỗn độn linh dịch, nhân hoàng tọa nhân thị thiếu nợ kỳ linh một nhân tình cực lớn, cho nên lúc nào cũng chú ý tới kỳ linh. Hắn tuyệt đối không cho phép chân thần đạo tổ của đối phương ra tay. Nếu đấu thì cứ để cho thiên thần chân tiên đấu với nhau, đây mới là quy củ. Phành phành phành. Ma thần kỳ linh cao vạn trượng, nguy nga, tay vung vẩy thần kiếm. Những nơi hắn đi qua, thiên băng địa liệt, núi lớn nghiêng ngả, sông biển cuồn cuộn, ai cũng không thể ngăn cản được hắn. Ồ. Bỗng nhiên ma thần kỳ linh nhướng mày. Hắn luôn phóng ra tâm lực, cho nên lúc này đã phát hiện ra không gian ở cách đó không xa bỗng nhiên bị xé rách. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn. Ở chỗ không gian bị xé rách có một nam tử mặc khải giáp màu vàng, thân thể cao lớn đang đứng ở đó, tay cầm cung tên cực lớn, mũi tên cũng đã bắn ra. Thứ xé rách giới bích thế giới chính là một mũi tên kia. Xoẹt. Mũi tên mang theo uy năng đáng sợ, giống như ngôi sao vẫn lạc, để lại quý tích màu đỏ ở trên không trung. Mà hiện tại ma thần kỳ linh còn chưa có trở lại trên hư không chu, cho nên cũng không có kịp trốn. Mũi tên này thật mạnh, có lẽ người này đã dùng hỗn độn đạo quả, cho nên mới có thể có được uy lực như vậy. Ma thần kỳ linh không có một chút nào sợ hãi, thần kiếm trong tay biến ảo thành lỗ đen, nghênh đón mũi tên đang phóng tới kia. Phành phành phành. Ở bên trong minh nguyệt kiếm thuật của kỳ linh, thứ hoàn thiện trình độ cao nhất chính là duy tâm thức dùng để phòng thủ. Đây cũng là thức đầu tiên trong minh nguyệt ngũ thức mà kỳ linh sáng chế hình thức ban đầu. Cần phải kiếm lúc trước sáng tạo kiếm thuật, kỳ linh dùng yếu đuối để đấu với mạnh,
chiêu thức này am hiểu phòng ngự nhất, cho nên lúc này có thể không ngừng làm suy yếu uy lực của đối phương. Phanh! Mũi tên rơi vào trong hắc động ẩn chứa hỗn độn chi lực, rốt cục nó cũng gian nan giãy giụa ra khỏi lỗ đen. Thế nhưng bản thân mũi tên đã bắn qua bên cạnh, đập vào trên cánh tay của ma thần Kỳ Linh. Mặc dù Kỳ Linh mới chỉ thuyên chuyển được một ít lực lượng cực nhỏ của La Hầu ma thần chi thân, thế nhưng bản thân ma thần chi thân đã rất cường đại, so với chân thần chi thân còn đáng sợ càng mạnh hơn nữa. Mặc dù là một mũi tên hoàn mỹ, thế nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho Kỳ Linh bị thương nhẹ mà thôi. Chứ đừng nói là giờ phút này uy năng của mũi tên đã đại giảm, nện vào trên cánh tay của ma thần Kỳ Linh, lực trùng kích cường đại chỉ khiến cho cánh tay của ma thần Kỳ Linh mềm nhũn ra, rất nhanh đã có thể khôi phục lại được. Thần tiến thủ, học khúc thiên thần này trốn cũng rất nhanh. Ma thần Kỳ Linh nhìn về phía bên ngoài giới bích thế giới, hư không vỡ vụn kia đã bắt đầu được lấp đầy, mà tên nam tử mặc khải giáp màu vàng ở bên ngoài hư không cũng đã sớm chuẩn mất. Học khúc thiên thần rất rõ ràng, một khi mũi tên thứ nhất thất bại, dùng tốc độ kiểu sắc điện xà của Kỳ Linh, đối phương hoàn toàn có thể giết chết được hắn. Cho nên ngay sau khi bắn ra mũi tên, đồng thời hắn cũng bất chấp xem kết quả, lập tức chuẩn mất dạng. Vô gian môn! Ma thần Kỳ Linh ngửa đầu gào thét. Người khiến cho thê tử của ta rơi vào địa ngục vô tận, ta sẽ hủy diệt tất cả hang ngộ cứ điểm của các ngươi. Ta sẽ giết, 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 giết khi nào không còn thì mới thôi. Giết! Sát ý cường đại càng thêm phù hợp với đại trận La Hầu ma thần này. Kỳ Linh khống chế đại trận trong tay, dường như cũng có thể khống chế thêm được một ít sức mạnh. Vèo! Cưỡi hư không chu tung hoành tam giới, ma thần Kỳ Linh đã bắt đầu điên cuồng phá hoại ở quy mô lớn. Đã thất bại rồi, thất bại rồi. Tại thế giới thứ nhất, sắc mặt của thần vương áo đen vô cùng khó coi. Dùng tâm lực của Kỳ Linh chỉ có thể đánh lén ở cự ly xa, căn bản không có biện pháp tới gần, mà công kích ở cự ly xa, thứ thích hợp cũng chỉ có mũi tên. Phối hợp với hỗn độn đạo quả, thần tiên thủ cao cấp nhất cũng chỉ có học khúc thiên thần. Thế nhưng hắn ta lại có thể chính diện ngạnh kháng được sao? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này trong lòng thần vương đã thực sự rối loạn. Chẳng lẽ cứ để cho Kỳ Linh điên cuồng phá hỏng tất cả như vậy hay sao? Thần vương, có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó Kỳ Linh đã gào thét nói thê tử của hắn đã rơi vào địa ngục vô tận là sao? Thần vương, Kỳ Linh điên cuồng như thế là bởi vì thê tử của hắn rơi vào địa ngục vô tận ư? Từng người đại năng giả đều dùng tâm thức bao phủ tới rồi truyền âm hỏi thần vương. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 133 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.